Sống trên đời chỉ cần biết 10 điều. 1. Học cách trầm tĩnh. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, đừng tranh luận, hãy lựa chọn giữ im lặng. Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Cho nên, nếu không muốn nói, thì đừng nói. Khi mà có nói nhiều cũng vô ích, có lẽ im lặng là lời giải thích tốt nhất. 2. Trở nên bình thản. Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt, tâm thái bình thản giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Mặc kệ là đời sống vật chất dư giả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là sống một cuộc đời hạnh phúc. 3. Học cách cúi mình. Bạn bất đồng ý kiến với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Nghĩ thoáng một chút, chấp nhận buông bỏ, cho dù là cúi người xuống nói lời xin lỗi thì có sao. 4. Đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Nhưng cuộc đời không có cơ hội nào lặp lại, lựa chọn rồi thì đừng hối hận, cũng đừng nói câu muốn làm lại từ đầu. Mỗi lựa chọn đưa ra không có thực sự tốt hay thực sự tồi, chỉ cần biết cuộc sống là tác phẩm độc nhất vô nhị của chúng ta, thì sẽ không phải hối tiếc nếu ngày đó mình không làm như vậy. 5. Tiếp tục học tập. Học không mang lại niềm vui ở hiện tại nhưng mang lại cuộc sống hạnh phúc, thanh thản ở tương lai. 6. Giữ gìn sự đơn giản. Suy nghĩ quá nhiều, ngược lại càng làm cuộc sống thêm phức tạp, đơn giản, thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cuộc sống thật ra luôn cần những niềm vui đơn giản. 7. Thỉnh thoảng buông thả bản thân. Ai cũng chỉ sống một lần trong đời. Sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thỉnh thoảng hãy đổi gió bằng những việc bạn chưa từng nghĩ tới. Đời không biết cách tận hưởng là đời uổng phí. 8. Luôn ăn mặc đẹp, yêu cái đẹp nên là điều mà chúng ta theo đuổi cả đời. Tuyệt đối đừng vì suy nghĩ mình lớn tuổi mà không muốn trưng diện nữa. Hãy nhân lúc lưng còn thẳng, chân còn khỏe, hãy mặc thật nhiều bộ đồ xinh đẹp, đến những nơi đẹp đẽ nhất, chụp những tấm hình rực rỡ nhất. 9. Hãy ngờ nghệch một chút. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững, điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ, người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu như chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, sẽ chỉ làm cuộc sống của chúng ta luôn nặng nề, phiền não. 10. Hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Thời điểm bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được nhân đôi niềm vui. Sống ở hiện tại, tận hưởng cuộc sống ở hiện tại, đó chính là phương thức sống hạnh phúc. Em ta luôn vun đầy. Dù ngày mai khó khăn, dù đắng cay ta không ngại chi. Cùng dìu nhau bước đi, để ta mãi luôn yêu thương người. Sang hay nghèo hèn thì cuộc đời đâu có nghĩa chi. Đời phù du thế thôi, ta hãy sống cho nhau thật lòng. Đừng vì ham lời danh mà đánh mất lương tâm chính mình. Cuộc đời vô thường thôi, ngày mai chưa chắc ta vẫn còn. Some
sang hay nghèo hèn thì cuộc đời đâu có nghĩa chi. Đời phù du thế thôi, ta hãy sống cho nhau thật lòng. Đừng vì ham lời danh mà đánh mất lương tâm chính mình. Cuộc đời vô thường thôi, ngày mai chưa chắc ta vẫn. Giàu có hơn thua nhau ở đời là cách sống mỗi con người thôi. Tiền đôi khi với ta là tất cả trong cuộc sống này, nhưng anh em ta trân trọng hơn. Hôm qua ta nghèo khó nhưng chắc chắn mai đây đã thế. Sống với nhau ở đời thì mình chớ nên xem thường ai. Có là bao lâu ngày mẹ ai mất ai vẫn còn. Nhân gian hỏi mấy ai cũng như tôi. Cuộc đời ơi. Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã ghé xem kênh và để lại bình luận khen ngợi cũng như đóng góp. Chúng tôi trân trọng điều đó như một món quà quý giá để tiếp tục phát triển mạnh hơn nhằm mang lại những kinh nghiệm trong cuộc sống. Các bạn hãy bấm theo dõi, follow trang của mình để cập nhật liên tục nhé. Nếu có bất cứ bản quyền xin vui lòng liên hệ email luunsam08108@gmail.com. Yeah.